Ok, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh tiếp tục lên sóng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con cô bác chị em nhà mình một cái mẫu xe mới cập bến cửa hàng bên em xong, đời cao giá rẻ. Chiếc xe này thì anh em có thể mua về chạy gia đình, chạy dịch vụ thì đều rất là hợp lý cho anh em. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán với cái giá khoảng tầm hơn 3 đồng một chút. Một chiếc Hyundai Accent đời 2020. Con này thì nó là tên tư nhân, gia đình sử dụng, không khoan đục taxi gì. Và chiếc xe thì đang đeo biển 28F01189. Hiện tại thì chiếc xe được sơn xi một nước sơn màu trắng, còn này là bản pay thôi. Tư nhân, gia đình sử dụng và không khoan đục. Nói chung là chạy dịch vụ thì có dịch vụ lướt qua ở nhà, chứ còn đâu nếu mà để dịch vụ taxi thì nó không có bà con nhá. Hiện tại thì như chiếc xe này bên em đang bán cho các bạn với giá tầm khoảng loanh quanh 3 đồng một chút, thì bà con có thể là nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng. Vậy thì quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Hyundai Accent đời 2020 phiên bản pay số sàn động cơ 1.4, một chiếc xe tên tư nhân chính chủ biển Hòa Bình. Đấy, xe thì rất là đẹp. Cam kết cho anh em keo chỉ máy số zin 100%, sơn xi màu trắng, tư nhân chính chủ bà con nhé. Với cái dòng Accent này thì là một cái dòng xe mà với khối động cơ của nó là 1.4, và bà con các bác chị em nhà mình có thể là mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình, chạy xe hoa đám cưới hay chạy tất cả mọi công việc thì đều rất là hợp lý với cái tầm tiền hơn 300 triệu của con nhá. Thật ra thì bản thiếu, bản pay và bản đủ thì nó khác nhau ở cái chỗ là bản đủ nó có la răng đúc, vâng, có đèn lồng start top, có vô lăng tích hợp. Đấy bà con nhá. Và 2020 như thế này thì nó có thêm cả một cái đàn điều hòa, cửa gió điều hòa ở phía sau rồi. Đấy bà con các bác chị em nhé. Đó, một cái dòng xe còn quá là ok, quá là chất lượng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình. Vậy bà con các bác chị em nhà mình nào đang quan tâm về mẫu xe Hyundai Accent 2020 bản pay số sàn, một cái dòng xe còn cực kỳ đẹp và chất lượng cho tất cả mọi người, thì alo trực tiếp cho Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng nhé. Với cái hệ thống đèn của nó là hệ thống đèn pha cực kỳ sáng và rất là đẹp cho tất cả mọi người luôn bà con nhé. Đèn đi gầm đầy đủ hết. Tất cả những cái phần ở bên ngoài, những cái phần phụ kiện bên ngoài chiếc xe thì đã được mạ một lớp chrome cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Từ ốp đèn pha, ốp đèn gầm cho đến sinh nhan báo rẽ trên gương, tay nắm mở cửa mạ chrome. Đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2025. Với cái dàn lốp của chiếc xe này thì còn đập khoảng tầm 6-70%. Lốp dép của nó rất là dày rãnh này. Rất là dày rãnh này bà con này. Đấy, rất là đẹp cho mọi người. Sinh nhan thì là báo rẽ trên gương bà con nhé. Đăng kiểm thì đến tận tháng 5 năm tháng 7 năm 2025. Đấy, bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy qua bên em uống nước chè, uống thuốc nào và trải nghiệm về xe một cách thực tế nhất và ưng ý nhất bà con nhé. Đấy, dàn lốp của nó thì con này thì mới thay năm 2023 này, tuần thứ 38 năm 2023. Dàn lốp của nó thì cái dàn phía sau này là còn khá là dày rãnh. Nói chung là lốp này thì phải đi khoảng tầm 3-4 năm nữa bà con nhé. Hệ thống đèn hậu của nó này cũng khá là đẹp cho mọi người này. Đèn hậu của nó khá là đẹp cho mọi người này. Biển 28F này, 01189 này. Một cái dòng xe còn quá đẹp và quá chất lượng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình. Vậy thì bà con các bác chị em nhà mình nào đang quan tâm về cái mẫu xe Hyundai Accent 2018 này, 2020 này, bản pay số sàn. Đấy anh em nhé. Đấy, tất cả những cái phụ kiện bên ngoài này đều được mạ chrome một cách rất là đẹp, đúng không ạ? Từ tay nắm mở cửa cho đến lẹp chân kính hay đến những cái vè mưa, nó cũng bằng lốc hết bà con nhé. Đấy bà con nhé. Tất cả đều rất là ổn định cho quý khách hàng quý bà con các bác chị em nhà mình này. Đấy, dàn lốp của nó thì anh em thấy có yêu không ạ? Quá là yêu luôn cho tất cả mọi người luôn, quý khách hàng luôn nhé. Đấy. Ở bên trong xe thì chúng ta cũng xem ạ. Trong xe thì chủ nhân chiếc xe đã có một cái bộ áo ghế bằng nỉ. Và giờ Tuấn Anh sẽ lổ máy lên cho nó mát tí nữa vào trong ngồi dễ. Đấy bà con nhé, dễ. Đấy bà con nhé. Cực kỳ ok. Và tất cả những cái phần này thì chủ nhân cũng đã thích dán cái đề can thôi chứ còn đâu thì ra. Với em thì em không thích dán cái này đâu, em vẫn để nguyên. Đấy, nỉ của nó là nỉ nguyên bản này. Nỉ nguyên bản này. Tất cả hệ thống này, gương cụp xòe hay là hệ thống lưng hạ kính của nó đều nguyên bản hết nhé. Đường keo nét chỉ của nó là nguyên zin 100% này. Đường keo nét chỉ của nó là nguyên zin 100% bà con nhé. Với cái tầm giá nó có loanh quanh đâu đó khoảng tầm là hơn 345 triệu, con này 345 triệu, đời 2020. Tất cả đường keo nét chỉ của nó nguyên zin hết, nội thất ghế nỉ nguyên bản bà con nhé. Với cái tầm giá như con này thì hiện tại là bên em đang để cho các bác với cái giá hơi bị hợp lý, hợp lý một chút này. Con này thì là nội thất của nó là ghế nỉ. Bà con có bác chị em nào về thích nên bộ ghế da cho nó sạch sẽ, đúng không ạ? Tất cả này của nó là không có khoan đục taxi gì bà con nhé. Đấy anh em thấy đấy. Khoan nó sẽ khoan đây này. Đấy bà con nhé. Đấy, tất cả này còn rất là đẹp luôn cho mọi người này. Đấy bà con có bác chị em thấy đâu, quá là ok, đúng không ạ? Bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về một cái mẫu xe Hyundai Accent đời cao 2019-2020 thì qua bên em uống nước chè. Tất cả những cái phần cốp kia của nó còn rất là đẹp này, keo chỉ cốp này,
còn rất là ổn định cho quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình. Bà con các bác chị nhà mình nào đang quan tâm về cái mẫu xe Hyundai xe này thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng này. Đó, một cái dòng xe cũng cực kỳ đẹp này. Kích thước của lốp dự phòng của chiếc xe thì đầy đủ hết theo xe bà con nhé. Xe thì khẳng định cho anh em là không lỗi ạ, không đâm đụng tai nạn, không ngập nước bà con nhé. Máy gầm của nó thì anh em thấy đấy, gầm bệ của nó thì anh em có thể thấy đây, nó không có bị mục mọt gì, không bị đâm đụng tai nạn gì. Tóm lại thì một chiếc Hyundai Accent đời 2020 em có thấy nó rất là đẹp cho mọi người đấy bà con nhé. Đấy, quý khách hàng và quý bà con quá chị em có thấy được nó đẹp không ạ? Nó quá là đẹp luôn đấy. Nhất là các bác là mua về chạy dịch vụ cũng được, mà chạy gia đình thì khá là hợp lý cho mọi người nhé. Đặc biệt là cái bộ lỷ nguyên bản của nó này nó còn khá là ok, nếu anh em nào không thích thì về có thể bọc da này, tất cả những con ốc bản nề hay là những cái khuy cánh cửa hai đường keo lết chỉ của nó còn rất là đẹp cho quý hàng đấy bà con ơi. Chỉ của nó chỉ nguyên zin 100% nhé bà con nhé, nguyên zin 100% bà con nhé. Với cái tầm số chỉ có khoảng hơn 3 đồng một chút thôi, hơn 3 đồng một chút thôi đấy. Với cái bản đủ thì nó sẽ có đè lổ start top, có điều hòa tự động đấy, và con này thì nó chỉ là điều hòa cơ cộng với lại không khóa khóa tay thôi bà con nhé. Túi khí này đấy bà con nhé, con này nó có một túi khí này bà con nhé, rất là đẹp luôn này đấy bà con này. Nhưng được cái là con này nó rất là zin, đường keo đến chỉ của nó nguyên zin hết bà con nhé. Cột kèo thì cam kết cho anh em là không có đâm đụng tai nạn, tất cả hệ thống ghế ghế của nó này. Con này thì em mới tháo ghế ra em vệ sinh nội thất bà con nhé. Nội thất thì thường thường là về thì tất cả những cái mẫu xe về bên em thì đa số là em sẽ dọn lại nội thất, em tháo hết ghế ra. Tân đấy, vợ bấm xong rồi ấn cái cốp xuống. Đấy, rất là đẹp. Ấn cái cốp xuống nha, vừa bấm vừa ấn cái cốp xuống. Đấy, rất là đẹp luôn cho mọi người này. Đấy, bà con các anh chị em nhé. Đó, tóm lại thì Tân nha. Đó, mở cái cốp nha. Con này thì trên vô lăng của nó là chạy 76.567 km. Nhưng mà thực chất ra thì nếu như con này ạ, thì nếu mà 6-7 vạn thì nó còn mới lắm. Nhưng mà con này thì em nghĩ là nó chắc chắn không phải 7 vạn, nhưng mà nó cũng không chạy nhiều đâu. Con này thì nó chạy khoảng tầm 10 vạn, 10 đến 11 vạn đó. Vô lăng của nó cũng có độ bào mòn ở cái phần tay này, nhưng mà nó không bòn nhiều, nó lại tầm đấy thôi. Đấy, đấy kính kia của nó lên xuống rất là ổn định cho tất cả mọi người. Nói chung là con này thì nó cũng chạy dịch vụ gọi là mới thôi, dịch vụ ở nhà thôi, chứ còn đâu thì cũng không có phải là dịch vụ taxi hãng, nên là anh em yên tâm nó chạy cũng khá là vừa phải thôi. Đấy bà con nhé, chứ không phải chạy nhiều đâu bà con này. Rất là đẹp cho mọi người này. Đấy bà con các bác chị em thấy đâu, nó quá là ok cho tất cả mọi người. Có hệ thống gương kính chỉnh điện và gương cụt xòe, sinh nhan thì báo rẽ trên gương đầy đủ hết theo xe. Đấy bà con này. Tất cả sinh nhan của nó đều đầy đủ xe, và phim cách nhiệt của chiếc xe thì đã được dán đầy đủ hết rồi, đúng không ạ? Dán đầy đủ hết rồi. Đấy, có khóa kính, có lóc cửa đầy đủ hết bà con nhé. Nhưng mà nói thật là với theo cái quan điểm của em ấy, thì với chiếc xe này nếu dán những cái đề can như này là mất đi khá nhiều về cái chất lượng của chiếc xe. Khá nhiều chất lượng chiếc xe. Đây là một cái đề can quá rẻ tiền, và dán vào chiếc xe này thì nó cũng không có gì để phải là hợp cả. Nếu như anh em thích anh em có thể bóc ra. Bóc vào. Hoặc vào cái trần này. Ở cái phần xe này thì em về phần đâm đụng tai nạn thì em không chê trách một cái gì, không có đâm đụng hay tai nạn hay ngập nước gì. Nhưng về cái phần mà đây, phần dán và cái phần trần, phần dán và cái phần trần của chiếc xe thì em thấy là hơi bị không bị hợp lý một chút này, không bị hợp lý chút nào cả bà con nhé. Đấy, xe thì có đầy đủ hết hệ thống camera lùi đầy đủ hết này bà con này. Đấy, camera lùi đầy đủ hết bà con này. Đấy, rất là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý hàng này. Đấy bà con các bác chị em thấy rồi, nội thất của nó rất là đẹp đúng không ạ? Giờ tôi đang sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra nhé, mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra xem máy móc của chiếc xe nó như thế nào, nó có ổn định hay không. Đấy bà con nhé. Đấy bà con các bác chị em thấy rồi. Giờ chúng ta sẽ xem phần khoang máy chiếc xe. Đấy, máy móc của nó xem như thế nào bà con nhé. Đấy. Đây là phần khoang máy chiếc xe này. Là phần máy thì con này thì máy móc của nó cũng khá là ổn định này. Đường keo nó chỉ này. Đấy. Rất là đẹp luôn cho mọi người. Rất là đẹp luôn. Dòng Hyundai chiếc này keo đen. Đấy. Tất cả mọi thứ đều rất là đẹp. Đấy, keo chỉ cabo của nó rất là zin. Đấy, máy móc của nó thì rất là êm ái này. Rất là êm ái, vận hành cực kỳ trơn tru cho anh em, đổ rất êm luôn.
Vừa rồi thì Tuấn Anh cũng đã giới thiệu cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng, quý bà con, các bác chị nhà mình một chiếc xe Hyundai Accent đời 2020. Đấy, con này nó là bản pay số sàn, một mẫu xe gia đình sử dụng, không khoan đục, không taxi, với cái tầm giá có 345 triệu đồng. Vậy thì bà con, các bác chị em nào quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh của tôi Hải Phòng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.